Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình nhé. Nơi mình đang đứng đây là cổng trước của Thiền viện Trúc Lâm, tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Thiền viện Trúc Lâm, tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại ấp Khoáng Triều, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trong video lần trước thì mình cũng đã chia sẻ đến các bạn khu du lịch biển Ba Động. Thiền viện này thì cũng cách biển Ba Động khoảng 3 km. Hôm nay mình có dịp quay trở lại đây và gửi đến các bạn những hình ảnh về ngôi thiền viện lớn nhất tại tỉnh Trà Vinh này nhé. Thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh là một ngôi thiền viện đầu tiên thuộc phái Trúc Lâm Yên Tử của tỉnh Trà Vinh, với diện tích gần 10.000 hecta trong vườn thể khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn của biển Ba Động. Điểm nhấn của khu du lịch đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong quần thể du lịch sinh thái. Trước mắt chúng ta là cổng tam quan của khu thiền viện này các bạn. Xin mời các bạn cùng mình vào bên trong để tham quan khu thiền viện này nhé. Bước vào cổng tam quan để đến khu chánh điện là một khoảng sân rộng dài khoảng 150 m và được cấu trúc thành hai bậc, là nơi để sư trụ trì thuyết pháp hay nhà chùa địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa Phật giáo. Chúng ta quay trở lại cổng tam quan nhìn từ phía trong nhé. Đặc biệt của tổng tam quan này là có hai cầu thang đi lên. Chúng ta có thể lên đây để nhìn ra biển và khuôn viên thiền viện trên cao. Rất đẹp phải không các bạn? Thiền viện này được thi công trong vòng 2 năm và khánh thành vào ngày 31 tháng 1 năm 2016. Cũng có rất nhiều dân địa phương và du khách đến đây để dâng hương. Phía trước mặt chúng ta là khu chánh điện nha các bạn. Trước chánh điện được làm một cái mô hình bản đồ Việt Nam. Rất đẹp phải không các bạn? Ngôi chánh điện này cao khoảng 11 m, trên nền đá cao 1,4 m, và ngôi chánh điện lớn nhất trong tất cả các tự viện Phật giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay. Bên trái chánh điện là tháp trống. Thì vì Trúc Lâm đang giữ nhiều kỷ lục trong số các diện tự tại Phật giáo tỉnh Trà Vinh, như ngôi chùa gần biển đông nhất. Toàn bộ các kiến trúc được thiết kế theo truyền thống dân tộc Chức, ngôi chánh điện to nhất, tượng Phật Tổ to nhất, tượng Quan Thế Âm to nhất, đại diện Hồng Chung lớn nhất, giảng đường có sức chứa lớn nhất, khoảng sân rộng trước chánh điện rộng nhất.
phía bên phải là tháp chuông, các mái ngói chánh diện, tháp trống, tháp chuông được thiết kế mái vuốt cong, kiến trúc truyền thống thời Lý Trần. Tượng Phật Tổ ở giữa chánh diện thì hiện Trúc Lâm Trà Vinh, là tượng Phật bằng đồng lớn nhất Trà Vinh, cao 3,5 m và nặng hơn 3 tấn. Được khu tỉnh từ làng nghề đúc đồng nổi tiếng từ cố đô Huế. Toàn bộ khung sườn ngôi chánh điện làm bằng gỗ lim nhập từ nước ngoài và được chạm khắc công phu bởi những nghệ nhân lành nghề đến từ Bắc Ninh. Tuy không gian không có được lớn và rộng như thiền viện Trúc Lâm ở Cần Thơ, nhưng mà nơi đây cũng có một cái vẻ đẹp và uy nghiêm cũng không kém.
ngoài khuôn viên sân rộng phía trước, bên hông cổng thì diện trúc lâm Trà Vinh còn được thiết kế rất nhiều cây xanh, trông rất là mát mẻ. Khi đến đây, chúng ta có một cái cảm giác rất nhẹ nhàng, an nhiên. Và để tô điểm thêm nét đẹp của thiền viện Trúc Lâm tỉnh Trà Vinh, trước mặt chúng ta còn có một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát này cao 25m, được an vị trên bệ tượng cao 6m, tạo ra chiều cao chung là 31m. Cũng là tượng Phật mẫu cao và lớn nhất tại tỉnh Trà Vinh. Trong giáo lý Phật giáo, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát ngàn mắt, ngàn tai, có năng lực và quyền lực siêu nhiên, nhìn thấu hết khắp cõi ta bà, kịp thời phát hiện và ra tay cứu độ, cứu mạng chúng sinh. Do đó, tượng Phật mẫu hiền từ mà uy nghiêm, nhìn ra muôn trùng biển đông bao la, giúp người dân đi biển tỉnh Trà Vinh an tâm hơn khi đối đầu với bao nguy cơ, sóng to gió dữ. Với những giá trị mang tính là lịch sử truyền thống của thiền phái Trúc Lâm, giá trị nghệ thuật về kiến trúc, giá trị cảnh quan môi trường, thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh là một trong những địa chỉ hành hương Phật giáo và là địa chỉ du lịch tâm linh rất hấp dẫn của nhiều Phật tử và du khách từ mọi miền đất nước đến đây để chiêm bái, hướng lòng mình về cội nguồn dân tộc. Video tham quan thiền viện Trúc Lâm tỉnh Trà Vinh mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình, và nếu thấy thích nội dung này, xin cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.